Chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình hôm nay. Đó thì hôm nay mình đọc được một cái bình luận là rất chi là hay như này. Có nghĩa là có một bạn là vào comment là cái video của mình là mình hướng dẫn là cách xóa bỏ phương thức thanh toán bằng Momo ở trên cái Google Play hoặc là App Store của chúng ta đấy mọi người. Đó, ví dụ như ở trong cái video này bạn đấy bình luận là má nó tự động trừ mất là 420k. Mình xin phép các bạn là chả có cái gì là nó là tự động cả nhé mọi người nhé. Cũng có thể là các bạn cho con các bạn mượn điện thoại hoặc là ai đó dùng điện thoại của chúng ta và dùng những cái dịch vụ ở trên Google CS Play thì nó mới bị trừ mất tiền nha mọi người nhé, chứ không có cái gì là tự động đâu mọi người. Ok, mình sẽ lấy cái ví dụ đơn giản, ví dụ như mình xem YouTube như này cho các bạn xem nhé. Đây, mình ví dụ mình vào xem luôn cái video này. Các bạn kéo sang bên này cho mình này, các bạn có nhìn thấy cái chữ cảm ơn không? Mình sẽ ấn vào cái cảm ơn này. Và lúc này là sẽ mua và gửi tin cho người ta thì đồng nghĩa với việc là cái tài khoản Google CS Play của các bạn, ví dụ các bạn dùng Android như của mình hoặc là cái iPhone thì dùng App Store nha mọi người nhé, thì khi mà gửi cái lời cảm ơn này, mua và gửi thì chúng ta sẽ tự động bị trừ mất tiền bởi vì chúng ta đã thêm cái phương thức thanh toán nha mọi người nhé. Đó, và mình cũng đã hướng dẫn mọi người là cách gỡ ra rồi. Thì để cho một cách nữa, có nghĩa là khi mà cái tài khoản của chúng ta mà không có tiền đấy mà chúng ta vẫn bị trừ bình thường, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách làm thế nào để chúng ta xóa triệt để đi nhé mọi người nhé. Mình sẽ truy cập vào cái ứng dụng Momo của mình chẳng hạn, mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách làm nào để chúng ta khóa cái ví trả sau của Momo lại nhé mọi người nhé. Bởi vì ví dụ như cái tài khoản Momo của chúng ta không còn tiền thì là vẫn bị trừ bình thường nhé mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ truy cập vào cái ví trả sau này. Rồi, các bạn có thấy không ạ? Cái số dư khả dụng của mình là còn 48.000 bởi vì mình cũng có thanh toán những cái dịch vụ ở trên cái Google Play nhé mọi người nhé. Thì làm thế nào để chúng ta khóa cái ví trả sau này lại để chúng ta tránh bị mất tiền oan mà khi mà con cái chúng ta mượn cái điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé. Rồi, cái việc đầu tiên thì chúng ta sẽ ấn một cái phần là cài đặt ví cho mình nhé. Cài đặt ví này. Đó, thì các bạn có thể thấy là cái tự động thanh toán dư nợ thì là mình không nói. Nhưng mà cái dòng thứ hai là các bạn sẽ tạm khóa phí trả sau này. Thì chúng ta chỉ cần mở cái ví này lên này, mở cái ví này lên. Rồi, mình sẽ ấn vào kích là xác nhận tạm khóa nhé. Thì lúc này cái ví trả sau của chúng ta sẽ lập tức bị khóa nhé. Đây bị tự đi ra ngoài để chúng ta đăng nhập lại đi mọi người. Rồi, mình sẽ vào lại này. Đó, thì lúc này là cái ví của chúng ta đã khóa và cái tài khoản của chúng ta mà không có tiền ấy, thì là cũng không thể thanh toán được luôn nhé mọi người nhé. Đây, mình sẽ vào cái phần cài đặt này. Mọi người có thấy không? Khi mà ví của chúng ta thanh toán thì lúc này là nó sẽ có sang tất cả các bước thanh toán như là ví thần tài hay là ví Momo. Nhưng mà khi mà cái những cái ví này mà chúng ta không có tiền đấy thì cũng không thanh toán được nha mọi người nhé. Đó, thì hôm nay mình hướng dẫn mọi người là cách khóa cái ví trả sau của Momo lại để tránh mất tiền oan ở trên cái Google CS Play hoặc là ứng dụng App Store chẳng hạn. Đó, thì mọi người xem được cái video của mình thấy hay và hữu ích cho mình một like và đăng ký nhé. Và chia sẻ video giúp mình. Còn bây giờ mình xin khép lại cái video tại đây. Xin chào tất cả mọi người nhé.